ngày xưa, ở trong hơi lạnh nở có đức chú và bà. Ngày rất là xa xôi, bà nói đi chùa bò hô lúa quá. Thế là đức chú về nhà, bà biến thành chim rừng nào. Thế là đức chú nói: bà ơi, bà đừng bỏ cháu, ngày hôm nay cháu ngoan. Nhưng lúc này bà không quan tâm đức Thôi đừng có chú, lại cái đó nữa, đọc cho xong đi. và đức chú nói: trở về với cháu đi. Và bà bay từ xa đến chùa.